em xin kính chào toàn thể các anh chị ạ. Hôm nay em giới thiệu với anh chị về một số sản phẩm về mỹ nghệ để rất là tiện lợi trong cái trang trí nhà cửa rồi hay là cắm lông công trong cái dịp Tết cổ truyền sắp tới. Thì em đang giới thiệu với anh chị là cái sản phẩm là cái bình công. Cái bình công bên em thì đang bán với giá là 190.000. Giá thành chưa bao phí vận chuyển anh chị nhé. Đó, cái bình công bên em thì đang có là có tất cả các mẫu bên em đều có là 5 màu. Màu vàng cánh gián này, màu đồng, màu bạc, màu trắng và màu xanh. Đó, thì trên hình ảnh em đang giới thiệu với anh chị đó là sản phẩm là màu đồng và màu bạc. Thì ngoài ra bên em có cái mẫu vò. Thì cái mẫu vò thì bên em đang bán với giá là 230.000. Em đang bán với giá mẫu vò là 230.000. Nó cũng có 5 màu anh chị nhé. Thì anh chị mà đặt màu thì sẽ ebook cho em, hoặc là số điện thoại em sẽ để trên tiêu đề hoặc để ngay trên video ạ. Còn một cái mẫu nữa là mẫu ly lá. Mẫu ly lá là mẫu cao nhất ở bên tay phải đấy ạ. Đó, cái này là màu có màu trắng này, màu vàng cánh gián, màu đồng, màu bạc và màu đỏ đô ấy. Tất cả các mẫu đều có 5 màu. Thì cái bình ly lá này nó cao tận là 44 cm. Em đang bán với giá là 250.000. Giá thành chưa bao phí vận chuyển ạ. Các anh chị quan tâm thì giúp em ạ. Hoặc là gọi trực tiếp hoặc là nhắn Zalo theo số điện thoại em để trên tiêu đề ạ. Em xin kính chào toàn thể các anh chị ạ.